Theo các chuyên gia, tỷ lệ người mắc bệnh thận mãn tính có xu hướng ngày càng gia tăng. Tại Việt Nam, chưa có số liệu thống kê chính thức, song ước tính có khoảng 5 triệu người bị suy thận và hàng năm có khoảng 8.000 ca bệnh mới. Chỉ tính riêng bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối cần lọc máu là khoảng 800.000 người, chiếm 0,1% dân số. Đáng nói, tỷ lệ người trẻ mắc suy thận có xu hướng gia tăng. 32 tuổi, lẽ ra đang ở giai đoạn sung sức nhất, thì bệnh nhân này được chẩn đoán mắc bệnh suy thận giai đoạn 2. Và sau 2 năm điều trị, từ năm 2020 đến nay, diễn tiến bệnh nặng hơn, bệnh chuyển sang giai đoạn cuối. Để duy trì sự sống, mỗi tuần 3 lần, anh phải tới bệnh viện lọc máu, chạy thận, sức khỏe, công việc bị ảnh hưởng nhiều. Thỉnh thoảng thì người run run rồi, huyết áp cao thì hay đau đầu. Đấy thì nó triệu chứng như thế, nuôi chỉ nghĩ là do công việc áp lực nên mình cũng không để ý lắm. Theo dõi một thời gian thì mới biết là các vấn đề đấy liên quan đến thận. Theo các bác sĩ, hiện nay người mắc bệnh suy thận đang ngày càng trẻ hóa. Nếu trước đây người mắc bệnh này thường nằm trong nhóm từ 50 đến 60 tuổi, thì hiện nay nhiều người trong độ tuổi 30 đến 50 cũng có thể mắc bệnh. Tỷ lệ trẻ hóa về cái bệnh thận này ở đây thì cũng cái tỷ lệ đấy nó khoảng 10 đến 15%. Các cái trường hợp mà 18, 20 các bạn sinh viên đi học đấy cũng gặp những trường hợp là khi mà thấy mệt mỏi quá thì cứ ban đầu thì là đổ cho là tại vì liên quan đến học tập nhiều, thế nhưng sau này thì lại liên quan đến thấy mệt quá không được thì đi khám thì đã bệnh nó ở giai đoạn nặng. Đáng nói, các dấu hiệu ban đầu của suy thận thường rất mờ nhạt, không ít trường hợp khi tới bệnh viện khám, tình trạng đã nặng, ảnh hưởng tới quá trình điều trị cũng như chất lượng cuộc sống. Nhân là gần như cái sức khỏe đã gần như mất cái sức khỏe, phần lớn cái sức khỏe đi và để tham gia lại trở lại công tác xã hội thì cũng rất là khó khăn khi mà chúng ta không có các cái biện pháp thay thế hỗ trợ để điều trị. Đấy, cái việc thứ hai là ảnh hưởng đến cái điều kiện kinh tế của gia đình. Sự gia tăng số người mắc bệnh thận đang trở thành gánh nặng về cả thể chất, tinh thần và kinh tế đối với mỗi gia đình và toàn xã hội. Để phát hiện sớm các bệnh lý về thận, các bác sĩ khuyến cáo mỗi người dân cần có lối sống lành mạnh, tăng cường tập thể dục nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh. Đặc biệt, các đối tượng có nguy cơ cao như bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc có các triệu chứng phù nề cần đến cơ sở y tế để được khám và phát hiện bệnh kịp thời.